một hai một 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 được chưa? Giáo được sư rồi, thấy được được rồi, chưa? Được rồi, được rồi, chưa? Ngon rồi, ngon 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 rồi chưa? rồi. Mình làm luôn nhá. Vâng. Xin chào quý vị và tất cả các bạn. Một 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 cứ nghe thấy tiếng nó thế nào ấy ạ? Tôi nghe bình thường mà. Bình thường à? Vâng. Giáo giáo sư thử đếm thế nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JQKS tôi đếm được hết mà. Ấy. Dạ. À vâng, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đấy, vâng, tôi đếm vâng. Bình thường mà. Vâng vâng vâng, rồi rồi. À, thưa kính thưa quý vị và tất cả các bạn, như vậy là mọi thứ đã bình thường và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình hỏi xiên đáp sẹo. Đã xiên là phải sẹo, không muốn sẹo thì đừng xiên. Quay trở lại chương trình hôm nay thì tôi có một cảm giác rất là đặc biệt. Cảm giác gì? Tôi háo hức vô cùng và không chỉ tôi đâu mà rất nhiều quý vị khán giả, những người theo dõi chương trình đang chờ đợi. Đấy, số ngày hôm nay rất đặc biệt. Vâng. Giáo sư có biết vì sao không? Không. Bởi vì kết thúc số lần trước ấy là giáo sư có hẹn rằng là sẽ trả lời cái câu hỏi của một bạn. Vâng, mà số lần trước giáo sư nhất định không trả lời. Tôi nói thật với anh là một ngày cái lượng thông tin tôi nạp vào đầu nó nhiều lắm. Vâng. Hàng trăm công trình nghiên cứu, vâng. Rồi lại còn hàng bao nhiêu những cái vấn đề trong cuộc sống. Tôi đi đường hàng ngày tôi cũng nhìn thấy rất là nhiều thứ cần phải nghiên cứu. Đà. Nên thành thử nói thật với anh là tôi cũng không nhớ là tôi có... Đó là câu hỏi về việc đánh vợ. Để tôi đọc lại. Vâng, để mong rằng giáo sư sẽ... Tôi có nói là sẽ trả lời trong số này. Vâng. Vậy thì để lát nữa tôi trả lời đi. Giáo sư trả lời luôn đi. Tôi không muốn là bắt đầu một chương trình mà chúng ta lại có cái việc bạo lực mà đánh nhau với ai, đánh nhau với vợ mà cũng hỏi. Không đánh vợ chứ phải đánh nhau với vợ. Đánh vợ đấy lại càng tệ hơn. Thôi để lên cuối đi. À dạ vâng. Thế thì thưa quý vị, đúng là tôi biết chắc hẳn là ở đằng sau cái câu trả lời này nó có những cái ẩn ý gì đó. Hoặc là ít nhất là trong cái cuộc sống gia đình của người ta nó có nhiều cái điều nó không suôn sẻ, cho nên người ta ngại động chạm đến những vấn đề tế nhị đấy. Câu hỏi tiếp theo là gì? Vâng, đây là câu hỏi đầu tiên ạ. Vâng, vâng, xin lỗi anh. Vâng. Xin hỏi giáo sư là nếu được lựa chọn một năng lực siêu nhiên thì giáo sư sẽ lựa chọn năng lực gì? Nếu là bây giờ tôi còn trẻ, vâng, là một cậu bé, vâng, tôi sẽ chọn ngay năng lực là trường sinh bất tử. À, thế ạ. Nhưng mà vì sao? Thế bây giờ thì sao? Bây giờ thì nói thực lòng là khi càng lớn thì tôi càng thấy cái việc được trường sinh bất tử mà như bao nhiêu vị vua chúa khắp phương Đông phương Tây mong muốn ấy, nó cũng ngớ ngẩn bình thường thôi. Theo thống kê trên thế giới thì đấy, có cụ ông người Nhật Bản thì đâu đó sống được đến 116 tuổi. Người ta ghi nhận được là có một cụ bà người Pháp là cũng sống được đến hơn 120 tuổi. Nhưng mà theo truyền thuyết thì cái người thọ nhất, anh biết là ai không? Là ai ạ? Chính là ông Thọ. Ông Thọ... Ông Thọ ông trong Nguyễn Tam Văn Đa Thọ gì ạ? Không, ông Thọ trong Tam Đa là ông này là vốn là một tể tướng, có tên là Đông Phương Sóc. À, vâng. Thì ông này sống thọ đã đến 125 tuổi. Wow, vâng. Thế nhưng mà đến khi ông ấy chết ấy, thì lại có một vấn đề. Vấn đề gì ạ? Đó là cái quãng đời ông ấy sống ấy tuy dài nhưng mà đau khổ nhiều quá. Dạ. Bởi vì ông phải chứng kiến hết từng đứa con của ông ấy chết già. Lá vàng còn ở trên cây đấy. Vâng, vâng, mà lá này vì lâu rụng quá, có khi gắn keo 502 mãi không rụng nên là mấy cái lá xanh kia rồi cũng vàng rồi cũng rụng. Vâng. Tôi nghĩ cái cảnh ấy quá buồn và tôi thấy cái việc bất tử là cái việc ngớ ngẩn. Tôi biết rồi. Thực ra là khi mà cái ông Thọ ông ấy mất ấy, vâng, là tôi cũng thấy cái cáo phó. Hôm đấy là tôi hơi bận, có cái đêm biểu diễn ở Hải Phòng. Chứ nếu không là tôi cũng đến là tôi viếng ông ấy. Anh sao? Thế là quan hệ cũng hơi rộng đấy. Vâng, vâng, vâng. Rộng quá. Tôi vâng. Thế mà. Vâng, vâng, thưa giáo sư, tức là bây giờ thì giáo sư không mong muốn là trường sinh bất lão nữa. Không, tôi không mong muốn trường sinh bất lão. Và nếu có cho tôi mong muốn một siêu năng lực gì, vâng, thì tôi cũng chả mong muốn một siêu năng lực gì cả. À, vì sao lại thế ạ? Bởi vì năng lực đi kèm với trách nhiệm. Dạ. Anh để ý xem là tất cả các bộ phim siêu anh hùng cứ xuất hiện một cái người có siêu năng lực gì là y như rằng là sẽ phải đánh nhau với những cái đối thủ cũng mạnh tương đương. Vâng. Đến khỏe như cái anh Superman. Vâng. Là anh ấy có đầy đủ mọi thứ như vậy, cuối cùng vẫn có những người cũng mạnh ngang cơ đánh nhau be bét cả trái đất ra. Vâng. Để làm gì đâu. Đúng rồi. Nên là năng lực đi kèm với trách nhiệm. Dạ. Có siêu năng lực tức là anh phải có siêu trách nhiệm. Đúng. Mà thế thì quá mệt. Trong khi tôi còn có bao nhiêu đề tài cần phải nghiên cứu, có bao nhiêu công trình cũng còn đang đợi tôi. Vâng. Bao nhiêu bạn bè vẫn đang chờ tôi để đưa đề tài cho tôi nghiên cứu. Không, thực ra là giáo sư cũng đang có một siêu năng lực mà không phải ai cũng có được. Yeah. Vâng. Là gì? Đó chính là khả năng nghiên cứu vô tận. À, ừ, đúng. Đó chính là với những đề tài mà có thể nói là không ai có thể nhìn nhận ra đó là được đề tài. Nhưng dưới con mắt khoa học rất là biện chứng của giáo sư thì giáo sư lại coi đó là những đề tài. Và quả nhiên là phần lớn những đề tài giáo sư nghiên cứu mà phát minh ra đều không có giá trị sử dụng trong cuộc sống, nhưng nó lại có giá trị trong nghiên cứu khoa học.
Anh nói làm tôi cũng bất ngờ về bản thân. Và qua đó tôi cũng thấy là tôi còn một cái năng lực nữa cũng siêu. Dạ. Đó là sự lạc quan. Mặc dù các đề tài của tôi rất vô thưởng, vô phạt. Vâng. Phần lớn các anh em trong cộng đồng khoa học đều coi là nó không có giá trị gì cả. Vâng ạ. Cả trong khoa học lẫn cả trong xã hội. Vâng. Thậm chí nhiều người còn chửi. Vâng. Tôi thấy vẫn không vấn đề gì cả. Vâng, thưa quý vị và tất cả các bạn, nếu một ai đó muốn làm gì giáo sư chửi bới hay cái gì thì cứ thoải mái đi, bởi vì giáo sư nghe chửi nó quen rồi. Vâng. Chúng ta đến với những câu hỏi tiếp theo. Vâng. Thưa giáo sư. Vâng. Năm nay cháu 16 tuổi. Ừ. Gia đình cháu cũng khá già. Ừ. Nhưng cháu rất buồn giáo sư ạ. Sao? Cháu có chuyện đây, gì? Đây. Hôm trước ăn cơm tối xong mẹ cháu mắng cháu: mày cứ như người vô hình trong nhà này ý. Ừ. Thưa giáo sư, thế nào là người vô hình và cháu có phải là người vô hình hay không? Nói một cách khoa học, vô hình ở đây tức là không nhìn thấy, không dạ. hiện diện, dạ. người khác không nhìn thấy. Vô hình vậy, tức là không có hình đấy. Đấy, muốn người khác nhìn thấy nó đòi hỏi việc gì? Vâng. Là bản thân chúng ta phải đứng ở một chỗ mà có ánh sáng đủ để ánh sáng được phản chiếu lại để đúng người khác nhìn thấy. Dạ. Và cụ thể nhất trong lịch sử là có bác Bao Thanh Thiên. Vâng. Có một lần là đang trong phủ, thì hôm đấy Triển Chiêu đi đâu chơi, vâng. thì là bị thích khách nó ùa vào. Vâng. Nó tấn công. Vâng. Nhưng bác ấy rất nhanh trí. Vâng. Bác ấy thổi tắt nến và cởi hết quần áo ra đứng một góc tối. Không thích khách nào nhìn thấy cả. Dạ. Thì Bao Thanh Thiên vẫn coi như tàng hình. Vâng. Đấy. Trường hợp thứ hai, đó là trường hợp mà có hiện hữu, có đứng trước ánh sáng, vâng. nhưng ánh sáng đi xuyên qua. Ví dụ như một số các loài động vật như là sứa, hay là một số loài động vật thủy sinh, phù du các thứ, vâng. người nó rất là mỏng và trong suốt, thì gần như là ánh sáng đi xuyên qua và chúng ta cũng không cảm thấy có sự hiện hình của nó. Dạ. Rồi một số bộ phim thì người ta tiêm thuốc vào, vâng. và người nó trở nên trong suốt. Đúng đấy, nhưng mà tuy nhiên anh ấy trong suốt nhưng anh ấy vẫn có thể bị dính nước hoặc là dính lửa hoặc là dính một vài cái khác, ngã vẫn thấy đau. Nhưng mà cháu ở đây cháu đang nói là cháu rất buồn, không phải là bạn ấy buồn vì là mẹ mắng đâu. Vâng. Mà bạn ấy buồn về cái cảm giác của mẹ đối với bạn. Ừ. Thì giáo sư giải thích thế nào về điều này? Phải chăng là nếu như đúng như cái điều giáo sư giải thích ấy, thì vì sao bạn ấy lại trở nên vô hình trong nhà? Mà ngoặc vô hình vâng. là trong nhá nháy đấy. Vâng, có hai hướng. Dạ. Từ hướng bố mẹ. Vâng. Có thể chính bản thân bố mẹ bạn ấy cũng không nhìn thấy bạn đấy. Bởi vì phần lớn mắt của bố mẹ lại dành cho chiếc tivi, lại dành cho chiếc điện thoại. Đôi khi họ cũng không nhìn thấy con đâu cả. Thì thoảng thấy tiếng nó thì mới tìm quanh mẫu nó đâu nhỉ. Đấy. Vâng. Thì đôi khi là do bản thân bố mẹ cũng không nhìn thấy con cái. Dạ. Và bố mẹ yên tâm một điều rằng là gì, sau một thời gian con cái ở cùng chúng ta thì đến một ngày chúng sẽ đủ lông đủ cánh, chúng sẽ bay xa. Dạ. Và khi không còn nghe thấy tiếng của chúng ta mới hốt hoảng: ôi trời, con mình đâu rồi? Và trong suốt cả một quá trình dài chúng ta đã không nhìn thấy nó, thì lúc ấy chúng ta sẽ rất hối tiếc. Thứ rồi. Hai là từ bản thân cháu bé. Dạ. Bản thân cháu bé cũng đã không có nhu cầu hiện hình để cho người khác có thể nhìn thấy mình. Cháu đã không tương tác. Và dần dần thì tự cháu cảm thấy cũng không ai quan tâm đến mình. Dạ. Và khi không quan tâm đến mình thì cháu lại ngỡ rằng mình là người không có giá trị gì cả. Thực ra điều đấy rất nguy hiểm. Vâng. Các cháu phải biết rằng là bản thân sự tồn tại của mình luôn luôn mang lại giá trị cho những người xung quanh, dạ. cả về vật chất và cả về tinh thần. Tôi hiểu rồi. Thế này, cháu bé 16 tuổi ạ, chú phải khẳng định một điều là thế này. Cháu bắt đầu lo lắng về việc này là hoàn toàn hợp lý. Và chú tin rằng khi bố mẹ cháu theo dõi chương trình này thì chính bố mẹ cháu cũng phải xem lại họ. Bởi vì có thể là dưới mắt của bố mẹ cháu thì có cháu cũng như không. Bởi vì bố mẹ cháu đang quan tâm đến những vấn đề khác mà bố mẹ cháu cho rằng quan trọng hơn cháu. Vâng. Bên cạnh đó có một vấn đề nữa, đó là từ phía cháu, cháu cũng phải thấy rằng cháu vô cùng có giá trị. Bởi lẽ cháu sinh ra đã là có giá trị rồi. Cháu có giá trị vô cùng với những người xung quanh, với cha mẹ, với chính ngôi nhà của mình. Cho nên nếu bây giờ cháu đang cảm thấy rằng mẹ nói rằng mình vô hình và nghi ngờ rằng mình có vô hình hay không, thì ngay lập tức hãy chứng minh rằng mình không vô hình thông qua những cái hoạt động tương tác. Đó là nấu cơm giúp mẹ ư, gấp quần áo giúp mẹ ư, nói chuyện với mẹ, rủ mẹ đi siêu thị, rồi thì trao đổi với bố, cùng với bố đi chơi thể thao, chẳng hạn thế, đúng không giáo sư? Vâng. Thì tôi tin chắc rằng cháu sẽ không là vô hình nữa đâu. Chúc gia đình cháu luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Thưa giáo sư, dạ. có một bạn ở địa chỉ là nghi ngờ@gmail.com. Nghi ngờ đấy. Vâng, nghi ngờ. Bạn nghi ngờ. Bạn có hỏi là: thưa giáo sư, làm cách nào để đọc được suy nghĩ của người khác? Tại sao bạn lại muốn đọc được suy nghĩ của người khác nhỉ? Tôi không biết. Tôi cũng có nghiên cứu về cái đề tài này. Dạ. Đó là sự ham muốn của loài người trong việc thấu hiểu người khác thông qua việc đọc suy nghĩ. Từng một đề tài hơi phức tạp. Vâng, xin mời. Tôi nhận ra rằng là cái năng lực mà để cảm nhận người khác thì chỉ có một số người có siêu năng lực mới có thể cảm nhận được. Vâng.
chúng ta có thể xem trong những cái bộ phim về người đột biến, về những người biến dị, họ có thể đọc được bằng não của họ, có năng lực siêu nhiên để họ đọc được những cái tần số sóng của những bộ não khác, mà họ phân tích được ra và họ hiểu ra. Tất nhiên đó chỉ trên phim ảnh. Còn ngoài đời thực thì tôi nghĩ là để nghiêm túc, thực sự nghiêm túc trong việc nghiên cứu việc này chắc chỉ có tôi. Và tôi đã tìm được ra một loại thuốc, thuốc tiêm. Giáo sư điều chế ra cái thuốc đấy. Tôi điều chế ra thuốc đấy. Và khi tiêm vào cơ thể của vật chủ, thì cơ thể này có khả năng, có năng lực có thể đọc được cái ngôn ngữ của bộ não của những người đối diện. Bằng cái sóng đặc biệt đấy. Đúng. Dạ vâng. Và theo nguyên tắc bình thường của các cái thí nghiệm một loại thuốc mới, thì đương nhiên tôi phải thử trên động vật trước. Tôi đã tiêm cho hơn 10 con chuột. Tôi cũng thấy rằng là chúng cũng nên hiểu mèo nghĩ gì. Để thông qua đó thì tránh được cái việc là bị mèo vồ nó ăn thịt. Thành công chứ? Tôi thành công trong việc là các con chuột của tôi đọc được hết suy nghĩ của các con mèo. Hay quá! Nhưng mà nó vẫn bị ăn thịt hết. Thế tức là không thành công à? Thực ra là rất thành công. Thế tại sao nó còn bị ăn thịt à? Nó là vấn đề của giáo dục. Những con chuột này có năng lực đọc được suy nghĩ của con mèo. Nhưng nó lại không hiểu con mèo nghĩ như vậy nghĩa là thế nào. Bởi vì nó không hiểu ngôn ngữ của mèo. Giá như mà nó có một cái lớp học về ngoại ngữ, học tiếng mèo rồi thì tôi nghĩ là bọn nó đã ngon. Đúng rồi, thế này là lỗi này là không phải do giáo sư. Mà lỗi này là hoàn toàn do cái nền giáo dục của con chuột. Thừa thắng xông lên. Vâng. Tôi quyết định mang loại thuốc này thử nghiệm cho người. Vâng. Nhưng rất phức tạp vì thủ tục rất phức tạp. Vâng, giáo sư tiêm cho giáo sư. Không. Nhỡ tôi lại đọc được những suy nghĩ khác thì sao? Vâng vâng vâng, xin mời giáo sư. Thì may quá lúc ấy lại tôi có cô bạn thân. Bạn thân ạ. Đến và nhờ tôi giúp cho cái việc là muốn đọc được suy nghĩ của người khác. Vì cô ấy đang nghi ngờ rằng bạn trai của cô ấy có điều gì đấy khuất tất. Mà khi hỏi ra bằng lời thì anh ấy nói rằng anh thề thốt, anh ấy nói rằng anh thề rằng anh sẽ nói thật. Nhưng cô ấy cảm nhận được rằng là trong suy nghĩ anh này không nói thật. Hay quá. Và cô ấy muốn đọc được suy nghĩ của anh ấy. Hay quá. Vâng, và tất nhiên. Thế là có đối tượng để thử nghiệm rồi đấy. Cơ hội đã đến. Dạ vâng. Và tôi tính theo cân nặng của cô ấy. Một con chuột 5 lạng thì tôi tiêm 5cc. Còn cô ấy nặng 50 cân thì đấy, tôi phải tiêm một lượng tương đối lớn để cô ấy có khả năng đọc được. Kết quả thế nào thưa giáo sư? Tất nhiên là cô ấy đọc được suy nghĩ của người khác. Vâng. Tôi đang rất sốt ruột đây này. Đầu tiên, sau khi có được năng lực đấy, thì cô ấy đã trở về nhà và gặp cái bạn trai kia. Và chỉ một lúc sau thì tôi đã nhận được cuộc điện thoại của cô ấy. Và cô ấy khẳng định với tôi rằng là anh ấy đã lừa dối cô ấy. Anh ta đã gian díu với chính bạn gái thân thiết của cô ấy. Chết không chứ lại. Mà miệng anh ấy thì vẫn nói rằng là anh không làm như vậy. Nhưng tâm trí của anh ấy thì vẫn không giấu được sự thật. Và cô ấy đọc được tất cả. Và ngay chiều đấy thì họ đã chia tay. Chia tay là xứng đáng. Tôi bảo với cô ấy là... những người phản bội như thế tôi cũng ủng hộ. Vâng, tôi bảo là bây giờ thì tôi không biết nói gì. Vì chuyện tình cảm là mỗi người có một quan điểm riêng. Đúng. Tôi khuyên cô ấy nên chăm chỉ làm việc để tập trung vào công việc để nó quên những cái chuyện buồn đi. Và ngay sáng hôm sau, cô gọi điện cho tôi là cô bị đuổi việc. Vì sao lại thế ạ? Vì cô thấy cô vào phòng cho sếp giao việc. Và thấy sếp giao việc một kiểu, nhưng trong đầu sếp thực ra lại có những cái suy nghĩ khác. Cô không kìm chế được. Cô ấy lại nổi khùng lên với sếp. Và sếp cô ấy đuổi việc. Không thì... ổn lắm nhỉ? Thế tôi có bảo là tại sao lại đuổi, cô có bằng chứng để làm như vậy không? Thì cô bảo là cô cũng không có bằng chứng gì cả, tại vì chỉ có mình cô đọc được cái năng lực. Đúng. Và anh sếp thì cho rằng là cô ấy đang không bình thường về thần kinh. Nên anh ấy tạo điều kiện cho cô ấy nghỉ để điều trị. Thì đến chiều tối tôi lại nhận được cuộc điện thoại. Là bảo đến đồn công an để bảo lãnh cho cô ấy về. Cô bị bắt. Hành hung người vô cớ. Sao lại hành hung cô, hay là cô căng thẳng vì cái chuyện bị đuổi việc hay là chia tay với bạn trai? Nếu như vậy thì đã bình thường. Nhưng đằng này là vì cô ấy khi mà rời khỏi công ty ấy là cô trong cái trạng thái hết sức là vội vã và thảng thốt. Nên là lúc ấy là nghe nói là trang phục cũng không được gọn gàng. Nhìn trông cũng đôi khi cũng hơi hớ hênh. Vâng, hớ hênh. Sexy đấy. Thế là cô đi dọc đường là cô ấy tát quá nửa số đàn ông đi ngang qua cô ấy. Vì sao ạ? Thì tôi không biết là cô ấy đọc được suy nghĩ gì trong đầu cái ông ấy. Thế nhưng mà cô ấy cứ tát thôi. Thế thì cô ấy kiện. Cô ấy quay sang kiện luôn, tại vì là vô cớ đánh người. Tự nhiên thì cô ấy tát mặt. Xin lỗi giáo sư, là cô ấy bị bắt khi nào ạ? Chiều hôm thứ tư vừa rồi. Vâng. Có phải là cô mặc cái váy vàng không ạ? Đúng luôn, váy màu vàng. Tôi xẻ lên cao lên một chút. Vâng. Thế thì tôi cũng bị cô ấy tát cho mấy phát. Tôi cũng không biết lý do nào. Thưa quý vị và tất cả các bạn, như vậy là chúng ta có thể thấy là nếu mà đọc được suy nghĩ của người khác chưa chắc đã là tốt đâu. Cho nên là nếu bạn nghi ngờ đấy, bạn làm cách nào để đọc được suy nghĩ người khác thì
Kể cả giáo sư bây giờ có thuốc, tôi cũng không dại gì tự tiêm cho mình. Vâng, vâng. Vì tôi biết là nếu mà tôi đã đọc được suy nghĩ thì vâng, tôi nghĩ mối quan hệ của chúng ta nó không còn tốt đẹp như này đâu. Vâng, tôi cũng nghĩ là như thế. Vâng. Vâng. Và tôi cũng xin khẳng định là như thế. Giáo sư mà đọc được suy nghĩ của tôi về giáo sư thì chắc chắn chúng ta sẽ không có những cái bắt tay như thế này. Vâng. Thưa quý vị và tất cả các bạn, bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình và chia tay bạn Nghi Ngo cùng vâng, với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Tóm lại là dù sao đi chăng nữa, kể cả có cách thì bạn cũng không nên đọc được suy nghĩ của người khác bởi vì rất phiền phức. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau. Anh chào tiếp đi. Không, tôi nhìn thấy mặt giáo sư phỏn lắm. Mặt là sao? Anh đọc được suy nghĩ của tôi à? Không, 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 còn lâu tôi mới quên. Còn câu này cơ ạ. Thưa giáo sư, em đã lấy vợ được 6 năm rồi. Ban đầu thì gia đình em rất là yên ấm. Nhưng càng ngày vợ em càng dở chứng, càm ràm nhiều chuyện, đối xử với chồng con không ra gì. Ban đầu em tưởng nhà em có vấn đề, đi xem bói. Thầy bói nói rằng biến đổi này là do tự thân vợ chứ không phải do có động gì cả. Vậy em xin hỏi giáo sư, một khi đã chịu đựng hết mức rồi thì em có nên đánh vợ không? À, xin mời giáo sư. Tôi xin khẳng định luôn là tuyệt đối không. Vì sao ạ? Vì thứ nhất, cái việc mà chồng đánh vợ vâng, là được xếp vào diện là bạo lực gia đình. Chính xác. Lập vâng, tức sẽ bị các cơ quan đoàn thể can thiệp và thậm vâng, chí là pháp luật sẽ can thiệp và anh ta có thể sẽ bị trừng trị. Vâng. Thứ hai là dù sao nữa, chúng ta là đàn ông. Dạ. Phụ nữ, vợ chúng ta là những người yếu mềm. Vâng. Chúng ta phải che chở họ cả đời không xong. Lại nỡ lòng nào lại đi đánh như vậy. Vâng. Nên là tôi nghĩ là dù có thế nào chứ nữa cũng không được đánh vợ. Vâng. Và sau một tuần nghiên cứu, vâng, tôi cho rằng có thể là cái mối bất hòa nó lại bắt đầu từ cái tác động bên ngoài. Vâng. Ví dụ như sự tác động của bói toán liên quan đến hạnh phúc gia đình. Vâng. Tôi có thể kể cho anh về cái đề tài đấy. Thôi, xin lỗi giáo sư. Đây là khi mà chịu đựng hết mức rồi thì có nên đánh hay không? Người ta nói có nên hay không? Giáo sư đã trả lời là không nên. Đúng không ạ? Không nên. Chắc chắn không nên. Thôi, chúng ta xong câu đấy rồi. Không, xin lỗi giáo sư. Đấy là ý kiến của giáo sư. Nhưng tôi là người đặt câu hỏi và tôi hoàn toàn có quyền ngồi cùng giáo sư đây. Tôi vâng, có quyền đưa ra cái chính kiến của mình. Còn bạn tham khảo đâu? Đúng, mời anh. Okay. Giáo sư nói lại một câu là có nên đánh vợ hay không? Không nên, tuyệt đối không nên. Cá nhân tôi cho rằng là cần phải đánh vợ và đánh thường xuyên. Trong nhà là phải có trên có dưới. Việc nào nó phải đi việc đấy. Chúng ta đi làm về vất vả vợ ở nhà. Từ. Cái việc này anh có thể nói riêng với tôi. Việc gia đình của anh, tôi đồng ý. Anh có thể chia sẻ riêng với tôi. Vâng. Nhưng chúng ta đang trên chương trình. Tôi xin lỗi, chính vì trên chương trình nên tôi mới bày tỏ. Bởi vì tôi tin rằng có rất nhiều người đàn ông nó bức xúc giống như tôi. Có thể có những người nói như sách giống như giáo sư. Nhưng cũng có những người sống bằng cuộc sống thực tế giống như tôi. Ok, anh nói đi. Tôi cũng muốn nghe. Phải đánh thường xuyên. Rồi. Đánh cho cô ấy hiểu rằng cô ấy làm gì đã sai. Và sai như thế nếu không sửa thì sẽ bị tác động ngoại lực kiểu như thế. Nó cụ thể thế này, chắc là giáo sư cũng hiểu rằng ngay lập tức chúng ta là những người có học. Vâng. Chúng ta cũng không thể đường đột rồi thì đánh vợ một cách vô cớ được. Vâng. Mọi thứ nó đều phải bị leo thang đến lúc chúng ta không kiểm soát căng được. Căng thẳng leo thang. Giống như cái bạn này. Vâng. Chịu đựng hết mức rồi, tôi xin kể cho giáo sư thế này. Tôi cũng xin thưa với quý vị là thực chẳng đã tôi mới phải kể ra chuyện này bởi vì tôi bức xúc lâu lắm rồi. Thế thì chuyện là thế này. Vâng. Một hôm tôi đi làm về. Vâng. Giáo sư cũng biết đấy, ở cơ quan rất nhiều mệt việc. Mỏi, căng thẳng. Mệt mỏi lắm. Rồi anh em mình là thế. Tôi về tôi mở cái lồng bàn ra. Tôi nhìn thấy cơm nấu nướng thế. Tức là nó rất úi xùi, không phải là dành cho một người chồng đi làm vậy. Tôi cau quá tôi bảo: "Em ra đây. Em nhìn mâm cơm xem. Em nấu cho chồng thế này à?" Anh nói với vợ như tôi thế nói như thế và vợ tôi cũng bắt đầu có những cái phản ứng lo lắng. Cô như nào? Bây giờ giáo sư làm vợ tôi đi. Tôi là vợ anh. Vâng. Không đóng vai thôi. Ok. Vâng. Chứ vợ thế này thì kinh chết đi được. Dạ, rồi anh nói đi. Vâng. Cô ra đây. Đây tôi ra đây. Cô nấu cơm thế này à? Ngạc nhiên. Ngạc nhiên gì nữa? Hả? Cô chuẩn bị cơm cho chồng con thế này à? Hoảng hốt. Này, cô nấu được thì cô bảo nấu được, còn cô không nấu được thì cô nói thẳng với tôi. Nhà hết tiền cô phải nói với tôi. Sợ hãi. Sợ hãi xong. Vâng. Và vợ tôi bắt đầu lí nhí xin lỗi. Em xin lỗi anh. Tôi nói với cô nhá. Đây là lần đầu tiên tôi nhắc, để xảy ra lần thứ hai cô đừng trách tôi. Và tôi bắt đầu ăn cơm. Vâng. Không hiểu sao mà khi mắng vợ xong tôi lại ăn cơm lại thấy bữa cơm lại ngon. Ăn ngon, ăn ngon. Ngon xong rồi.
thì cuộc sống vẫn diễn ra bình thường cho đến ngày hôm sau. Lại ngày hôm sau nữa. Ngày hôm sau là ngày mệt mỏi hơn của tôi. Vâng. Tôi về tôi mở lồng bàn ra, lại thấy cơm đã được chuẩn bị rất kỹ càng nhưng mà nó không hợp với ý tôi. Thế à? Em ra đây. Dạ vâng, tôi ra đây. Con nấu cơm cho chồng con thế này à? Ngạc nhiên. Hai đứa con ra đây, đứng đây để nghe bố nói. Rồi tôi bảo cả con tôi ra. Thôi kìa anh, các con nó biết gì đâu. Cô trật tự. Cô chuẩn bị cơm cho chồng con thế này à? Sợ hãi. Nếu cô hết tiền thì cô phải nói với tôi nhá. Hai con nghe bố nói đây. Ở nhà là phải có trên có dưới. Các con là con trai sau này cũng phải có nề nếp. Mình là trụ cột gia đình. Nó phải cụ thể thế. Hai con tôi lúc này mặt tái đi. Tôi còn mặt tái nữa. Mặt tái nó sợ. Vâng. Và tôi nói là hôm qua tôi đã nhắc với em rồi. Bây giờ em để tay lên đây. Để tay lên bàn. Để tay, tay nào sợ. Để cả hai tay lên đây. Cả hai tay. Vâng. Ngửa cái tay ra. Tay nào ạ? Cả hai tay. Vâng. Lúc này các cháu cũng tái mặt đi. Tôi còn tái. Vâng, vợ tôi thì rất là lo lắng. Vâng. Tay tôi cầm cái đũa cả. Nhà anh dùng nồi cơm điện mà vẫn dùng đũa cả là có truyền thống đấy. Vâng. Tôi cầm trên tay như này. Vâng. Và tôi vung lên thế này. Mọi người đều chú ý vào cái đũa cả tôi cầm trong tay. Nhưng mà tay phải tôi lại rút ra hai cọc tiền. Tôi đánh thẳng vào tay cô ấy. Đánh vào tay. Tôi bảo là lần sau hết tiền thì phải báo với anh. Lúc này cả nhà tôi sững sờ. Rồi sau đó một vài giây vỡ òa trong cảm xúc. Mà đánh thế xong chưa hết đâu. Ăn cơm xong tối hôm đấy tôi còn trò trận. Lại đánh tiếp. Hôm sau ấy, tiếp tục tôi còn đánh nữa. Anh có điều kiện quá. Hôm sau tôi còn đánh tiếp cơ. Thế à? Tôi còn đánh móng tay. Đánh móng chân. Thế cũng là được. Vâng. Thi thoảng mà vợ bận thì mình còn đánh răng. Tôi tưởng gì chứ ở nhà thi thoảng là tôi cũng có đánh giày cho vợ. Thế là được rồi. Cũng là đánh thôi. Vâng, chưa hết. Thế à? Hôm sau lại chính là ngày sinh nhật của mẹ vợ tôi. Tức là mẹ đẻ cô ấy. Lúc này thì thú thực là cái hành động hôm trước là tôi cũng hơi lo lắng. Có gì mà lo lắng, tôi thấy hay vâng. Mà. Khi mà ông bà sang thì tôi nhìn thẳng vào mặt vợ tôi. Hôm qua tôi đánh cô đấy. Vâng. Cô có giỏi thì cô mách bố mẹ cô đi. Không. Và lúc này thì sau một hồi nói chuyện các con tôi nói với cả ông bà thì bố vợ tôi có rủ tôi ra riêng một góc. Thế ạ. Và hỏi là hôm qua con đánh đấm thế nào? Mà lại vợ hôm nay vui thế. Hỏi kinh nghiệm. Hỏi kinh nghiệm. À, vâng. Thì tôi chưa kịp trả lời. Thì hóa ra mẹ vợ tôi đã xuất hiện đằng sau rồi. Yeah. Và cười theo kiểu nửa miệng. Còn lâu ông mới làm được. Đúng rồi, các cụ phải hưu lấy đâu ra tiền. Dạ vâng. Mà thế là cả nhà lại vỡ òa trong cảm xúc. Vâng. Cho nên thưa giáo sư, thưa quý vị và tất cả các bạn, tất nhiên đánh vợ là phải nên đánh thường xuyên. Đúng rồi. Nhưng đánh cách nào để gia đình tăng phần yên ấm và gắn bó với nhau, cuộc sống thêm thăng hoa và hạnh phúc, đó là kỹ thuật đánh của từng người. Vâng, thưa quý vị và tất cả các bạn, đương nhiên rồi, qua mỗi câu hỏi của quý vị, chúng tôi luôn có những câu trả lời, đặc biệt là những câu trả lời của giáo sư Cụ Trọng Xoay ở đây. Một người rất tài năng và tâm huyết. Và rồi, quý vị theo dõi chương trình, nếu có điều gì trùng hợp với suy nghĩ của quý vị, nếu có điều gì có thể áp dụng được cho cuộc sống thì quý vị cứ vui vẻ áp dụng cùng với chương trình của chúng tôi, hỏi xiên đáp sẹo, với phương châm đã xiên thì phải sẹo, không muốn sẹo thì đừng xiên. Là thưa giáo sư, làm cách nào để đọc được suy nghĩ của người khác? Tại sao bạn lại muốn đọc được suy nghĩ của người khác nhỉ? Tôi không biết. Tôi cũng có nghiên cứu về cái đề tài này. Dạ. Đó là sự ham muốn của loài người trong việc thấu hiểu người khác.